Xin chào các bạn, mình đến từ shop Nhật Việt. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn những cách thấm mồ hôi dưới cánh tay mà các bạn phải biết. Mồ hôi dưới cánh tay từng khiến các bạn và kể cả những mỹ nhân nổi tiếng không ít lần bị mối mặt. Nhưng các bạn đừng lo, hôm nay shop Nhật Việt làm video này để chia sẻ cho các bạn những cách thấm mồ hôi dưới cánh tay hiệu quả. Cách thứ nhất là các bạn có thể dùng lăn khử mùi. Nhưng mà lăn khử mùi các bạn nên dùng lăn khử mùi dạng sáp. Lăn khử mùi dạng sáp sẽ làm cho vùng da dưới cánh tay của các bạn rất là khô thoáng và không có hiện tượng khó chịu và mướt như trước nữa. Và cách thứ hai là các bạn có thể thay đổi chế độ ăn uống của các bạn theo một cách khoa học. Những cái đồ uống như là có cồn chứa cà phê, tỏi hoặc là hành tây là một trong những thủ phạm phổ biến nhất gây lên mùi cơ thể. Do đó, các chị em nên tránh ăn các loại thực phẩm này để kiểm soát mồ hôi dưới cánh tay. Thay vào đó, các bạn nên ăn nhiều rau và hoa quả. Và cách tiếp theo, một cách thứ ba, các bạn có thể dùng thảo dược tự nhiên như là chanh. Với chanh, các bạn trước khi đi ngủ các bạn cũng có thể cắt 1 phần 2 lát chanh và các bạn chà vào hai bên nách, đợi khoảng 5 đến 10 phút rồi các bạn rửa sạch. Làm mỗi ngày các bạn nên làm khoảng một lần để khử mùi và giảm mùi hôi. Ngoài ra các bạn có thể dùng thêm cách nữa là các bạn dùng gừng tươi. Gừng tươi các bạn là giã lát ra và pha với mật ong và cũng bôi dưới cánh tay. Ngày các bạn dùng một lần, cách này cũng khá là hiệu quả. Những cách như trên các bạn phải thực hiện đều đặn và phải thật kiên trì thì nó mới có hiệu quả được. Cách thứ tư, các bạn có thể sử dụng miếng thấm mồ hôi lách. Đây chính là sản phẩm hữu dụng nhất cho các tín đồ thời trang trong trường hợp này. Khi có sự hỗ trợ của miếng dán thấm mồ hôi lách này, chị em có thể mặc các trang phục và bó sát và đủ các loại màu sắc tùy theo ý thích của các bạn, không phải lo lắng về vết ướt rất là vô duyên do mồ hôi lách gây ra. Và hiện nay có rất nhiều miếng dán trên thị trường, nhưng mà đặc biệt sản phẩm tốt nhất các chị em nên dùng đó là miếng dán mồ hôi lách Nhật Bản Zip. Đây là một hộp 40 miếng. Loại này là loại sử dụng một lần và đặc biệt là miếng dán này là hàng Nhật nha các bạn. Đấy, trên hộp của nó là toàn chữ Nhật thôi nhé. Miếng dán mồ hôi này có độ dày chỉ khoảng 1 mm, mặt trên của nó được làm bằng cốt tông cho nên là nó có độ thấm hút rất là mạnh. Mặt dưới có một lớp keo rất là chắc để các bạn có thể dán vào vùng nách của áo của các bạn. Miếng dán này sẽ rất là hữu dụng khi các bạn hoạt động ở ngoài trời nắng nóng này, đi chơi thể thao hoặc là các bạn đi làm, các bạn cũng có thể rất là dễ dàng mang theo được. Sau đây tôi xin giới thiệu thêm về shop của chúng tôi, shop Nhật Việt. Shop Nhật Việt của chúng tôi đáp ứng tất cả các nhu cầu mua hàng Nhật về Việt Nam và giúp các bạn có thể tìm được những cái sản phẩm ưng ý. Các bạn có thể gửi yêu cầu cho shop Nhật Việt theo 4 cách sau đây. Cách thứ nhất là gửi link vào email của shop là shopnhatviet.com a@gmail.com. Cách thứ hai là chat Facebook với shop qua link sau
facebook.com gạch chéo order hàng Nhật Bản. Cách thứ ba là đặt hàng online tại shopnhatviet.com. Cách thứ tư, gọi điện cho shop qua hotline 0983 131 528 hoặc là chat Viber, Zalo qua số điện thoại 0983 131 528. Shop của chúng tôi hiện tại là hoạt động được khoảng gần 10 năm rồi. Chúng tôi chuyên vận chuyển order hàng sách tay từ Nhật Bản về Việt Nam và ngược lại. Nếu các bạn có nhu cầu thì hãy gọi điện ngay cho shop để được tư vấn trực tiếp.